mến chào cô chú bác anh chị và các bạn đó, tới nữa đây. Đây cà phê sáng nha, mời bà con uống cà phê Made in Bà Bích. Cà phê Made in Bà Bích, bác cười kìa, xe hư à, đang chờ sửa kìa. Đường Độc Lập ha, trước kia là Tôn Thọ Tường, bên đây là dãy nhà số lẻ. Đây là góc ngã ba giao nhau giữa Võ Thị Sáu và Độc Lập. Trước kia là Thành Thái và Tôn Thọ Tường. Mời bà con đi một vòng chợ Trà Vinh. À, chợ sáng nay là sáng thứ bảy cũng tương đối đông á. Giờ này thì hơn 8 giờ. Chín, 20, hai mấy thì cũng có ha. Với lại cơm dẹp. Xăm chè đậu đây, cái này xăm nè, xăm với lại mũ cơm, xương sáo, lấy em bịch xăm với hột é đi chị, này nè, lấy xăm với hột é luôn. Dạ dạ. 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 Hơi qua tâm. Coi cái bài dịp chưa của Mỹ. Ai hù à? Dạ. Làm kênh YouTube á hả? Dạ. Con gái tôi mà nhỏ nó 3 tuổi, 4 năm tuổi chứ. À, nhiêu nhiêu vậy? Bây giờ mới biết là tôi nhận các bạn. Mấy ngày tôi mới coi. Dạ, chào chị. Qua tâm Trà Vinh. Dạ. 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 Rồi vậy chơi được lâu á. Một tháng. Giờ chơi được tháng. Dạ. Dạ, ăn nguyên nhà. Giờ thấy chỗ đó là bán cái bánh lung lăng gì mà thấy không? Đúng rồi, mà bữa nay không có bán. Bữa nay đi quay. Dạ, bữa nào bán thì không có quay, còn đi quay thì không có bán. Dạ đúng rồi, bữa nay không có bán. Dạ, dạ. Rồi, bữa nay có nấm mối nha. Nấm mối với trái quất. Đặc sản Trà Vinh. Vậy không? Có lụa hay gì? Lính không có đi học, bữa nay thứ bảy. Ê, bữa nay có nấm mối nè, ngon quá trời luôn nè. Nấm mối với trái quất. Món ngon. Cái này giống như là cuối mùa bây giờ á. À, bông đu đủ đực nữa nè.
đi quay vòng. Đấy, lá cách ha, cây nhà lá vườn mồng tơi. Lá cách mồng tơi rồi đọt nhãn lồng, đọt khổ qua rừng, khổ qua nhỏ nhỏ. Đây, chậu bông, chậu kiển ha, thấy cái này là nhớ Tết. Sắp tới Tết rồi, còn hơn 100 ngày nữa là tới Tết rồi. Bữa nay còn 112 ngày nữa hả? Á, à, còn 102 ngày hả? Này tháng 9 rồi. 10, 11, 12. Còn 102 ngày nữa tới Tết nha bà con. Rồi, bây giờ mình đi vào trong nhà lòng chợ Phúc nhà lòng ăn uống thôi. Tôm khô, cá khô, lạp xưởng, tôm khô Vinh Kim. Trà Vinh mình thì gần biển, huyện Duyên Hải, biển Ba Động thì có khô Vinh Kim nè, huyện Cầu Ngang, rồi các loại khô cá ở Duyên Hải, Mỹ Long. Khô cá khoai nữa, cá hố đủ loại hết. Đi xuống đây là nhà lòng chợ thịt, bán chủ yếu là thịt heo, kèm theo là thịt bò, và một số quầy thì có bán heo quay. Ta gánh thùng nước nè, mà bây giờ người ta thay thế bằng cái thùng nhựa ha, gánh nước để bà con ở đây người ta sử dụng á, rửa rau cải rồi đó. Rồi quan gánh.
nhìn. Cháo lòng ha, bún nước lèo, bún riêu, hủ tiếu. Đây nhà lòng ăn uống. Sáng bà con ăn sáng uống cà phê ở đây đông. Chỉ mưa nữa rồi hả gì? Dạ con quay chợ. Rồi chuyển mưa luôn, tới thôi. Đây là dãy đồ nan bán chiếu, bán nón với lại các loại rổ mà đang bằng tre đó. Và có nhiều cái hàng thủ công mỹ nghệ ha, bây giờ người ta không có dùng tre nhưng mà làm những cái nhỏ nhỏ này nè để trang trí rất là đẹp luôn. Thì đi khỏi dãy đồ nan chiếu clip này một tí xíu là tới cái dãy bán nhà lòng chợ, bán quần áo may sẵn cũng như là các loại dãy may áo dài. Dừng và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị và các bạn ở những video kế tiếp.